thì cũng tự ngắm đi chứ rồi. Chờ chút, chờ chút. Đây là chân khổ nhất của sau khi leo núi xuống khám phá thì mọi người đi lên. Mà thở mệt mỏi luôn. Gãy đầu gối rồi. Nhưng mà đã thiệt, đúng không? Đi khám phá gì mà đã chứ. Đó. Nghỉ mệt. Nghỉ một chút. Đi không có chuẩn bị rồi. Giờ là nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp cho hành trình thứ hai, hành trình chặng thứ hai. Quá đã. Tới đoạn này thì đỡ hơn rồi. Rồi, non. Non sông Việt Nam. Quá đẹp. Sống đi. Mới đi còn xíu mà, gì đâu. Tiếp tục đi. Trời ơi, bạn chơi kiểu gì vậy? Có đó, đi vô đó chính giữa đó chụp. Đứng này, đứng này.